nhiều người để làm và thưởng thức cùng với nhau. Những trước tiên các bạn thân mến, hãy cùng nhau nâng ly lên nào, nâng chén những giọt vàng bằng một ly rượu. Và nói với nhau rằng tất cả chúng ta đã sống sai những buổi chuyện ngày hôm nay. Anh em ơi!